Vào lúc 7 giờ ngày 8 tháng 2, các huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 278 công dân trúng tuyển nghĩa vụ tham gia công an dân dân. Sau khi thực hiện xong lễ giao nhận quân, các chiến sĩ mới đã tập trung về trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh. Tại đây, các chiến sĩ mới đã được phong cấp bậc hàm binh nhì. Kết thúc lễ phong cấp bậc hàm, 60 đồng chí đã được công an tỉnh bàn giao cho các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Các đồng chí còn lại sẽ được công an tỉnh bàn giao cho bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để tham gia lớp huấn luyện những kiến thức cơ bản về chính trị, điều lệnh quân sự, võ thuật, nghiệp vụ công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được phân công công tác tại công an các đơn vị địa phương trong công an tỉnh.